Bao giờ lấy cây cho bà kia? Chưa biết. Có phải lấy. Lấy thì gọi. Cái cây gì vậy? Bà lấy cây dâu tây. Thì cái dâu tây có cây mẹ giờ toàn chết. Kết quả đồng trời nhau thế này. Thích thế này. Vải này vải da cá mà. Cái này chỉ thu đông không được. Thu đông thì hơi nóng á. Thu đông thì xe lạnh kiểu. Kiểu như mấy em nọ mặc cái gì đẹp. Nửa năm rồi đấy, đừng đùa. Bịt mẹ giờ sắp tới rồi chết đấy làm. Nửa năm dương rồi còn gì nữa. Mất mùa còn lâu. Mất cái gì. Nửa năm dương. Cái mấy chốc nữa mà con này nó vẫn đi chạy rồi đấy. Chào anh thì chó. Bãi lổ điên. Một em thì chó anh. Thì mẹ giờ có thịt chó thì em mời anh ăn ngay. Đéo buôn đéo bán. Chẳng làm đéo gì à. Không chơi, đây bây bán hàng đây không chơi. Mùng 1 cũng như mùng 10. Người ta có kiêng có lành ấy. Đấy, như kiểu đợt em ở dưới Hà Nội đấy mẹ. Ăn gì? Đấy, cái em cũng bán được hàng cả trên đó ấy. Mỗi buổi chiều về làm 200. Anh hỏi mày đi làm thế này mùng tháng... đéo là chả như mùng nào. Như mẹ mày tháng vừa đấy, tháng đấy em mất như mẹ mày mấy triệu ấy. Mẹ lại ngã xe à thế. Phải là cũng đi cẩn thận mà đi cẩn thận rồi ấy. Hai thằng ngã cái số nó dính thì nó vẫn dính, vừa mất tiền thì còn vừa bị ngã đau thế chứ như trò. Ngã ở đâu nằm im ở đây xe lắc bét. Ngã đâu làm im ở đấy. Trời, ngã đâu đứng đấy, ngã đâu làm im ở đấy. Anh chị vừa bảo là mẹ ơi này. Hai thằng mày đi. Đi ở đây không ngã vừa đi ra khỏi cửa. Cảm nhân 5-4 người. Đừng thẳng mắt. Hòa ra. Ôi chào. Thế là mày xử anh mày đầu tiên. Sáng ngày sáng sớm đúng không? Không, buổi tối lúc đấy đi gần 12 giờ đi không tiện. Nằm mình cơ. Đi rủ. Để im em. Rủ. Rủ căn à? Rủ đi... Long kéo thẳng quá thẳng á. Rủ đi uống rượu đêm thế là... Đi luôn. Khóc, nó khóc được. Đau rồi. Thằng kia nặng hơn em, nó bị...